Wow, mình thấy một ổ nó đang lú lú lên nè mọi người. Đây, một ổ đang lú lú lên. Wow, quá trời luôn mọi người. Này, sướng chưa? Đó, nhiều lắm mọi người. Nó đang lú lên nè. Nó đổ lên nè. Đó. Ôi, quá trời luôn. Quá trời luôn mọi người. Ừ, nó đang lú lên nè. Đây. Nó lú lên. Đây nè, trong đây là mấy nấm nở nè. Đó, nó đúng lên nè. Đó. Mình dỡ cái trà này lên luôn, nó nằm ở trong trà nè mọi người. Ừ, nè. Thấy chưa? Đó. Đó, cái tổ này là cái tổ đực nè mọi người. Tổ này tổ nấm đực, còn tổ nấm cái nằm trong kia. Vậy là vòng vòng này mọc nhiều lắm nè. À, nhổ nha mọi người. Rất nhiều sỏi. Sỏi đá mà gãy cây của mình à. Ổn lỗ năm búp nha mọi người. Quá trời đã luôn rồi. Ừ, mọc ra nữa. Nấm này vừa nhổ luôn rồi mọi người. Lên vậy là vừa nhổ luôn nè. Làm trong góc luôn nè. Búp không? Mấy cái nấm này nó mập nè, mập hơn mấy cái nấm này em nhổ.
quá sướng. Còn thằng bạn nó đi hướng đầu trên, nó đang đi xuống đây, mới mới kêu nó đi xuống đây. Thì mình nhổ một mình cũng hơi lâu quá mọi người, nằm cục cục vậy. Đây cũng vẫn còn nè. Trời ơi. Quá đã cái tổ này. Nhỏ tổ này đã tay thiệt chứ. Người ta đi qua kia cũng nhiều lắm mà. Đi đông lắm. Bây giờ giấc này cũng là cỡ 3 giờ mấy rồi nha mọi người, gần 4 giờ rồi. Hồi chiều mưa rất là lớn, mưa kinh khủng luôn cái buổi chiều. Tổ năm lúc nhúc quá trời. Nãy mình vô đây là người ta nhổ cũng nhiều lắm nha mọi người. Người ta nhổ hết mấy ổ rồi, mình thấy người ta nhổ hết mấy ổ rồi. Hình sao cái ổ này người ta không thấy. Quá đã, tổ này nằm lúc nhúc luôn. Một mớ. Rồi bây giờ mình qua mình nhổ cái nấm tàn này. Búp nở luôn. Có không? Này không búp nha mọi người. Mũi quá, sáng này mũi vô đây rừng rậm mũi không.
đây nè. Quá đã luôn. Giờ còn một số nó chưa có lên nha mọi người. Một số nó còn nằm dưới. Nó mới vừa lú lú lên vậy khó thấy lắm, đi rất là khó thấy. Nó hơi lên dù quá thì dễ thấy lắm. Đấy. Giờ mình gọt mớ này làm món nấm mối nướng nha mọi người. Giờ mấy cây nấm này mình nó hơi bự á mọi người. Mình xé ra nha. Mình xé cho nó nhỏ bớt. Cắt ra rồi. Rồi mình có giả một cái chén muối ớt. Mình ướp. Đây mình đã ướp xong rồi anh em, bây giờ cuốn với bạn nha anh em. Nướng lên ăn thử cái món này, đó giờ mình cũng chưa có làm cái món này nên mình làm đại, đó giờ toàn là xào mướp không à mọi người. Rồi hôm nay mình nướng với bạc thử. Thôi mày cuốn luôn đi. Mày cuốn đại lên này, rồi xong rồi sữa bó lại đó, đó gì đó bên đây nữa. Hốt bên đây lên vô. Rồi nhiều quá nó không nóng vô trong không nội. Nó xé ngang rồi đây nhiều quá nó không có. Rồi mình đem ra nướng nha mọi người. Bây giờ cái món nấm mối của mình cũng đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình đem lên nha. Sáng ở đây nó mát chưa? Để cho ngay ngắn lại kìa. Cua hả tôm? Nóng không? Đúng. Quá nóng. Đúng rồi, bỏ một lớp đó đi. Cui. Wow. Cua hả tôm đây. Nó nghi bầu thì có ngay ngang bầu rồi. Đè đè ra nó xuống, lấy cái muối dần lên. Giờ hấp dẫn rồi, mọi người. Trời ơi, nó chín quá rồi. Quá chín luôn. Để lâu quá. Để cần cái tiếng đồng hồ. Thơm nha. Đây anh lượm xẻ thưởng thức cái món này nha mọi người. Mời mọi người nha. Sâu. Ngon và ngọt rất ngon. Quá ngon. Rồi mời các bạn nha. Cảm nhận sao? Nó có mặn không? Ơi bị ngọt luôn á nha. Ngon hả? Vừa ăn ngon nữa. Rồi cái đây là cái món của mình sáng giờ nha mọi người. Công phu của anh em từ đêm qua tới giờ. Rồi mời mọi người cùng mình ăn nha.